Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết cuối ngày 11 tháng 9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, trong khoảng 2 ngày tới thì khu vực Bắc Bộ chủ yếu là sẽ chịu ảnh hưởng bởi đới gió Đông Nam thổi nhẹ. Do đó mà vào đêm và sáng sớm thì thời tiết vẫn khá mát mẻ, trời có mây thay đổi. Một vài nơi ở vùng ven biển của Vịnh Bắc Bộ thì có khả năng là có mưa rào bất chợt, nhưng mà lượng sẽ ít và sẽ mau chóng tạnh ráo. Khoảng sau 8 giờ sáng thì trời nắng đồng loạt và nhiệt độ cao nhất ngày trên khu vực Bắc Bộ sẽ dao động ở trong khoảng là từ 33 cho đến 34 độ. Giữa trưa thì trời có thể là hơi oi nóng đôi chút, đặc biệt là ở các địa phương như là ở Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Hòa Bình, Hà Nội hay là Bắc Giang. Tuy nhiên đến tối thì thời tiết sẽ mát mẻ trở lại. Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định dài hơn của các chuyên gia khí tượng thì từ ngày 14, ngày 15, thời tiết ở Bắc Bộ có khả năng là sẽ chuyển biến với một đợt mưa mới. Thời tiết sẽ mát mẻ, thời gian nắng trong ngày sẽ ít đi và mưa nhiều hơn trong ngày. Bà con trên khu vực này cần phải tiếp tục theo dõi các bản tin thời tiết của chúng tôi để có thể lên kế hoạch lao động sản xuất cho phù hợp. Ở miền Trung, đối với khu vực phía Bắc bao gồm có từ Thanh Hóa cho tới Quảng Bình, Quảng Trị thì thời tiết nhìn chung là vẫn thuận lợi. Ban ngày thì trời có nắng, một số nơi thì có nắng nóng nhẹ vào ban trưa. Nhiệt độ trong 3 ngày tới cao nhất sẽ phổ biến ở mức là từ 33 đến 36 độ. Theo nhận định xa hơn, từ ngày 15 và ngày 16 thì thời tiết sẽ dần có sự thay đổi. Trong khi đó thì giải hội tụ nhiệt đới có trục đi ngang qua Nam Trung Bộ trong ngày và đêm nay sẽ tiếp tục hoạt động yếu đi. Vùng xoáy thấp trên biển Đông xuất hiện từ giải hội tụ nhiệt đới nói trên đã di chuyển lên cao hơn và tiến gần tới vùng quần đảo Hoàng Sa trong ngày mai. Do đó mà thời tiết ở vùng ven biển từ Huế cho tới Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định trong đêm nay và sáng sớm mai thì có khả năng là chuyển mưa rào nhiều nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ trong một vài ngày gần đây thì chịu ảnh hưởng kết hợp của trường gió Tây Nam với những nhiễu động từ phía đông ở các tầng trên cao bề mặt đất. Do đó mà cá biệt có những nơi đã có mưa trên 120mm chỉ trong vòng 6 tiếng. Sang tới ngày mai và kéo dài vài ba ngày tới thì nhiễu động thời tiết sẽ suy yếu. Khu vực này chủ yếu chịu tác động của trường gió Tây Nam có cường độ trung bình tới mạnh. Do vậy mà tình hình mưa tiếp tục có xu hướng xảy ra ở khắp các nơi với lượng mưa phổ biến ở mức là từ 20 cho đến 40mm trải dài trên toàn bộ khu vực này. Như vậy, nền nhiệt độ cao nhất ngày tại các khu vực vẫn ở mức mát mẻ. Cụ thể, các tỉnh vùng cao Tây Nguyên chỉ dao động ở trong khoảng là từ 27 đến 29 độ, còn tại khu vực Nam Bộ sẽ là từ 30 cho đến 32 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị, thời tiết khu vực giữa Biển Đông và phía Nam của quần đảo Hoàng Sa trong hôm nay thì vẫn còn có nhiều mây, có mưa rào và thời tiết xấu. Trong cơn dông cần phải đề phòng với lốc xoáy và gió giật. Sang tới ngày mai thì vùng mây dông sẽ lan lên cả khu vực của quần đảo Hoàng Sa, xuất hiện mưa rào và dông rải rác trên khu vực này. Sang ngày 13 và ngày 14 thì thời tiết sẽ chuyển dứt mưa, tạnh ráo, có nắng, tầm nhìn xa thoáng trên toàn bộ vùng Bắc và giữa của Biển Đông. Gió đông tại đây sẽ có cường độ ở mức trung bình. Còn tại vùng Nam của Biển Đông và quần đảo Trường Sa thì có gió Tây Nam cấp 5, có lúc là cấp 6, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần phải đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Như vậy, trong 3 ngày tới, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục ít mưa, ngày có nắng, một số nơi sẽ có nhiệt độ là trên 35 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì vẫn phổ biến là có mưa dông đều trên diện và lượng. Thời điểm mưa tăng hơn trong khoảng chiều tối và đêm, đề phòng có tố lốc trong cơn dông cũng như là ngập úng ở vùng trũng thấp. Đến đây, bản tin dự báo thời tiết cuối ngày của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt và chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc.